Tại sao lại có mưa? Tại sao trên trời lại có mây? Chúng được tạo ra từ đâu nhỉ? Vậy hãy làm vòng tuần hoàn của nước để khám phá nhé. Có thể in hoặc tự vẽ vòng tuần hoàn của nước. Tiếp đến, tô màu và cắt hình tròn. Vẽ thêm một hình tròn bên ngoài bằng bìa cứng để tạo điểm nhấn. Lấy miếng bóng kính và cắt thành 1/4. Đó với những hạt mưa lên. Dùng đinh ghim hai chân để cố định lại các hình tròn. Khi đã làm xong, bố mẹ hãy bắt đầu thuyết trình về vòng tuần hoàn của nước cho trời con nhé. Trời nóng sẽ làm cho hơi nước từ sông, hồ, biển bay lên trời. Sau đó ngưng tụ thành những đám mây. Tích tụ quá lâu, đám mây sẽ trở nên xám xịt và tan ra thành những giọt nước rơi xuống đất. Đó chính là mưa. Nước ngấm xuống đất tạo thành độ ẩm của đất và nước ngầm. Đó, nước ngầm lại chảy ra sông, hồ, biển. Tất cả sự sống trên trái đất đều phụ thuộc bố vào nước. Bố mẹ kết hợp giáo dục con sử dụng nước khoa học, tiết kiệm để bảo vệ nguồn nước sạch nhé. Bố mẹ hãy lưu lại và hướng dẫn con hoạt động thú vị này nhé.